Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review lại cái máy tăm nước sau cát nha. Đây. Cái này là mình sử dụng được cỡ tầm 1 tháng à. Mình sử dụng được 1 tháng thì mình cảm thấy nó rất là như sau cát này. Thực sự là rất là cái lực nước thì nó ok. Về đảm bảo sạch răng được các kiểu, có những bạn nào niềng răng hay không niềng răng người xài đó cũng được bình, cũng ok hết. Còn còn cái mình còn mấy cái thể tích này thì nó không quan trọng, cái đa số cái máy tăm nước mà dạng cầm tay này thì cái lượng nước cũng như nhau đó. Mà đa số thì một nghiêng một cái này thì tùy vào các bạn tình trạng răng lúc đó, giống như các bạn mới ăn cái gì đó thì nó thì cái thời gian vệ sinh nó lâu hay mau hơn thôi. Thì nếu các bạn chỉ có uống nước giống uống cà phê không thì cỡ một cái này thôi cũng sạch, hoặc là phải 1,5 bình. Nói chung là cái loại nào cũng vậy, nó cũng chỉ có mình thấy nhiều cái rồi, thể tích nó chỉ có 200 hoặc là 250 gì thôi. Nói chung là đa số là ai cũng phải thay cả 2 lần, giống như một lần vệ sinh một cái 2 lần. Còn đối với những các bạn niềng răng như mình đó, thì nó thể có thể lâu hơn. Nhưng mà bây giờ mình không nói những vấn đề này, mình nói về cái chất lượng của nó là đây. Bạn thấy không? Nó banh nó luôn. Cái này 1 tháng đó nha bạn. Nhưng mình tại mình ấy nó hơi dơ. Mình gỡ bung nó ra nên nó hơi dơ. Mình gỡ này bảy này ra luôn rồi. Nó bị một cái rất là dở. Cái dở này là mình thấy nó là do một phần là do cái thiết kế của nó rồi, chứ không phải là do mình sử dụng, hay là do giống như là thường thường nó hay bị một cái, là giống như là trong 100 cái đi thì sẽ có một cái bị lỗi hay là đó sai sai sót đó, giống như bên kỹ thuật vậy đó. Nhưng mà mình thấy là do cái này là do cái thiết kế nó của nó dở luôn, tại vì nó có một cái đầu cao su, cái đầu cao su đó mình làm mà rớt nó đâu, có nghĩa là một cái đầu cao su rất là nhỏ, ở bên trong nó có một cái cao su nó cũng có nhỏ vậy thôi nè, nó một khúc vậy thôi, là có nghĩa là nó sẽ đóng và mở, nó sẽ hẹp lại hoặc là mở lại là để tạo ra cái lực nước đó. Đó, ví dụ như là nó khép lại vậy đó, thì lực nước nó bắn mạnh hơn, hoặc là tung ra thì lực nước nó sẽ nhẹ lại đó. Mà cái miếng cao su đó rất dễ bị rớt rớt ra, hoặc là các bạn sử dụng cái nút cao su đó nó đẩy lên luôn là nó không ra nước nữa luôn. Mà là trong khi mình sử dụng tầm cỡ chưa được 1 tháng đó, nó không ra bắn ra nước được nữa, là mình sử dụng ở lực nhưng mạnh đó, không ra nước, sử dụng ở lực nhẹ thôi đó. Là nó bị kẹt cái nút miếng cao su đó đó, cái đầu đó, cái đầu thì nằm ở trong đây nè, chứ không phải là cái vòi đây nè. Cái vòi đây thì mình gỡ ra luôn rồi, mình gỡ ra mình là làm ấy rồi. Nói chung là cái đó là một phần là do cái thiết kế của nó, chứ không gọi là do cái lỗi. Nói chung là nó bị một cái như vậy là không nên xài, thà như là nó vẫn bị vấn đề như là bể bình, giống như là trong 10 cái thì quá trình vận chuyển hay là do thiết kế nó hở keo thì cái đó là nó còn nói được, còn này là nó do cái bộ máy á. Cái nút cao su mà mình cứ nghĩ mỗi lần đi bảo hành đó là cái khổ. Cái này là mình mua trên Tiki nữa, mua Tiki thì bảo hành thì cũng có phí bảo hành đó, nhưng mà mình làm nhắc nhắc cái bảo hành, mà chủ yếu là mình không nói về vấn đề bảo hành mà nói về cái thiết kế này, thì khuyên các bạn là mình cân nhắc khi mua. Thì mình thấy nó cái thiết kế của này nó dễ hơi quá, chỉ là cái nút cao su đó thôi, mà nó giống như cái lực nước cứ đẩy 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 mạnh quá là cái nút đó nó bị kẹt luôn. Đó, là cái nút đó nó không nó bít lại luôn cái lỗ nước luôn, là nó không bay ra nước nữa. Đó, rất là dở. Là một 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 cái là cái
thì các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Thì chuẩn bị mình mua một cái loại loại tăm nước khác, mà không biết cái kiểu thiết kế nó có phải như vậy không nữa, là mình sẽ khi nào mình có cái tăm nước khác thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp. Còn các bạn còn cái đầu nước kia, còn cái đầu tăm nước đó, mình lấy ra mình gắn lại một cái ống nước đó. Gắn vô ống nước rồi xong mình gắn vô cái vòi nước của mình luôn, rồi mình vặn cho nó ra thôi. Bây giờ mình giống lấy vòi mình mở van nước ra rồi nó cũng bắn ra y như tăm nước vậy thôi, mà để có cái tăm nước này thì nó khỏe hơn, nó có lực nước chỉnh sẵn rồi. Còn cái kia mình phải chỉnh tay cho nó vừa phải rồi cũng cực, có tăm nước thì nó vẫn hay hơn. Không biết là do mình nghĩ là do một phần là do cái thiết kế của nó thôi, chứ không phải là do mình mua chúng trong trong cái sản phẩm mà bị lỗi đâu. Thì các bạn nghĩ đi, tự nhiên cái nó đang xài bình thường luôn mà nó không vấn đề gì, tự nhiên cái nút đó nó kẹt thôi, nó đẩy nhiều quá mình xài lực mạnh nhất không à. Cho mình các bạn có thể ban đầu bạn có thể xài nó các bạn sợ đau nú rồi chứ, nhưng mà thực sự là các bạn xài riết cái nó quen, nó không vấn đề đâu. Chủ yếu là các bạn lần đầu các bạn xài á, các bạn nhớ cái hướng dòi nước á, các bạn né ra nha, bạn đừng để bay vô mắt nha. Đó, cái lần đầu ai cũng biết cứ cầm như vậy nè, cứ nút thấy là bấm nó bay, mà nút nó hướng vậy nó bay thẳng vô mặt mình, bay xối chén mấy lần. Còn mình chỉ nói là vấn đề mình gặp phải thôi. Còn các bạn nào đang có ý định mua thì cứ tham khảo thêm những video trên mạng xem. Còn này mình xài chưa tới một tháng luôn, cái này mình bị hư lâu rồi, mà bây giờ mình rảnh rỗi mình review lại cho các bạn. Thì nó vẫn có cái phí bảo hành đó các bạn, thì cứ đem đi bảo hành thôi. Mà mình nghĩ một cái sản phẩm này mà nó đã bị lỗi như hay bị lỗi như vậy nè, bị lỗi về cái thiết kế chứ không phải lỗi về cái máy chất lượng của nó, mình giống như là bị bể hộp, hay là mình nghĩ do cái thiết kế nó của nó dở luôn. Các bạn nên tìm cái sản phẩm này của mua tại Việt Nam á, tìm ở Việt Nam có bán nha. Ở Việt Nam ở những cửa hàng Việt Nam có bán này cũng nhiều. Bạn tìm mua đó, các bạn có dịp bảo hành á các bạn cũng dễ hơn. Mình thì mình cũng mua cũng có phiếu bảo hành, nhưng mà mình không thấy mình không có muốn đổi phiếu bảo hành, mình cứ quăng đâu. Tại vì mình gỡ ra, mình tại mình thích phá tắt, mình gỡ bung nó ra luôn. Đó, mình gỡ bánh chả ra, mình đang tính cưa ra coi thử nó có gì trong đó, mà mình mới ấy cái nút, thấy cái nút đó nó dở, thì cái nút đó nó mà cao su rất là mỏng, có nghĩa là rất dễ bị giống như có lực mạnh riết thời gian nó sẽ lủng, nó không phải làm bằng cái, có nghĩa là cái đầu chỉnh giống như cái mỗi lần các bạn chỉnh qua cái tốc độ là mạnh nhẹ đó, lực nước mạnh nhẹ là cái đó nó khép lại, và cái miếng đó bằng miếng cao su dẹp lắm, biết mình làm rớt đâu, mình nhớ bữa mình cũng giữ lại mà biết để lại làm tiêu, là cái miếng cao su đó sẽ đóng mở khép lại vậy đó. Nhưng mà mình thấy nó yếu. Thế lại một cái này nữa nè, cái vòi mình gắn vô thì cái chay trên đây mình lấy mình chế vô cái giòn nước rồi để mình vệ sinh tạm thời. Cái này là đó, khi các bạn xài cái lực mạnh á nó vui lắm các bạn. Lúc mà mình chưa gỡ này ra nha, chứ không phải là mình gỡ ra nha, nó vẫn còn mà giống như là nó khùng khùng mát mát á, rồi nó khi nó lên khi nó không á, là lúc đó nó vẫn còn, nó mới mát thôi chứ nó chưa có ngừng hẳn. Tự nhiên ấy mà là cái cây này, nó nhịp giống cái lực nó mạnh quá, nó cứ nhịp cực, nó khó chịu, cái tiếng máy nó nghe nó cũng mệt rồi, mà cái này nó còn dội lên nhiều xuống y như là nó muốn băng bay bay ra luôn á.
một phần là cái đó là đã thấy dở rồi, rồi nó bị hư một cái, nó lúc mà nó hư nó cũng vui đó, chứ không phải là đang xài nửa chừng mà nó hư đâu, đang xài ngon luôn, để qua từ xong mình xài xong rồi để đó qua ngày mai tự nhiên nó hư rồi các bạn, nó hư mà một cách giống như là bị đục đục quỵ luôn, nó tự nhiên máy hư, tự nhiên máy hết lên luôn, mình không hiểu luôn. Thà như là đang xài nửa chừng nóng máy hay gì nó cũng vậy luôn. Còn tính cái khác tưởng nó cháy nó cũng hết bình đó. Bây giờ nó vẫn còn bình, giờ thì nó không ra nước nữa đâu, nó bị nứt cái nút rồi đó. Thì cái tiếng máy của nó đâu phải nhiều, từ tiếng máy của nó kêu khác, bây giờ nó vậy rồi. Để mình đổ nước vô cho các bạn xem nha, mình dừng video chút xíu đi rồi xong mình đổ nước nha. Đây mình đổ nước cho rồi nè, bây giờ mình mở nút cho các bạn coi. Đó, bạn nghe nghe tiếng không? Đó, nghe cái nít mình mở nút lớn nhất luôn, nó không không là nó không dâng nước ra nữa luôn. Cái này mình chỉ mới gỡ cái này ra thôi nè, mở cái khung này ra thôi à, chứ mình gỡ cái phần này không được, cái này phải nó đứt luôn rồi, phải cắt, phải lấy đồ mới cắt. Mà mình cái nút hồi bữa mình để mình tính làm dây dây mình dọn mình để quăng đâu, nút nhỏ xíu à, nó có tí teo à, nó có chút ép à, nó nhỏ cỡ như cái khúc như cái cỡ tầm này thôi đó bạn, nó mà nó bằng cao su. Nó giống như là cái đầu để làm cái tia nước đó. Nhưng mà bây giờ nó không ra nước luôn hả? Thì đáng lẽ là các bạn nghĩ thì nó phải ra nước chứ không? Nó không ra nước luôn. Mình chưa gỡ nó ra nha. Mình chưa gỡ cái lóc máy ra. Có nghĩa là nó phải nhờ có cái cục cao su đó, cục cao su đó là nó cái đầu của nó bẹp lép nè, dẹp vậy nè đó, là muốn càng nhẹ cái càng mạnh á thì cái đầu cao su nó càng khép lại, giống như các bạn như cái vòi xe nhà các bạn vậy đó, muốn mạnh thì cái, nó có những chức năng chỉnh đó, chỉnh cho nó cái những tia xe ít lại khép lại thì nó mới mạnh được, nó cái này nó cũng vậy, nó khép lại mới mạnh được, mà nó khép lại cái nó chịu không nổi á, cục cao su đó, nó văng lên luôn á là nó nghẹt luôn. Lúc đầu mình lấy cái đồ, lúc mình biết là nó đã hư rồi đó, là mình để im hoài luôn mà nó không ra, hoặc là mình để mấy ngày rồi bật lại cái gì đó, cái mình cầu cho nó có thử hên có mở lại nó cũng ra rồi. Đó là một bữa mình qua tầng mình lấy cái đồ mình chọt nó, mình gỡ nó mình chọt nó xuống để cái nút cao su nó nhảy xuống, kẹt vậy là nó lại ra nước, nhưng mà nó ra ở cái lực nhẹ thôi, các bạn xài ở lực nhẹ là các bạn xài ở lực mạnh nhất á là cái nút cao su đó dằn ngược lại rồi nó lại đứt nữa. Nhưng mà xài một thời gian là nó cũng hên xui luôn, buồn lên, chứ mỗi lần ấy là phải lấy đồ chọc xuống cái cục cao su cho nó, cái cục cao su nó dằn xuống mới lên, cái mình móc cái cục cao su đó ra luôn đó, rồi nó cũng không ra nước luôn, là nó không ra nước luôn đó, như bây giờ nó không ra nước luôn rồi. Là mình thấy là nguyên một cái máy này nó phụ thuộc vô cái cục cao su đó, mà cục cao su đó mình thấy nó rất là dễ bị hư, cục su đó nó mỏng lé à, nó tự nhiên nó văng ra rồi. Giờ bây giờ cái này đi bảo hành, các bạn nghĩ thì nó là thuộc dạng chống vô nước, mà bây giờ mà chỉ có nếu mà bảo hành người ta đổi cho bạn cái mới luôn thì ok, chứ cái giờ mà kêu mổ ra bảo hành là các bạn xài bị chập điện nổ banh mặt luôn á. Xong cái lúc mà mình chưa cái còn cái nút bao su còn ấy đồ đàng hoàng luôn. Mình thấy định nó, mình nghĩ nó bị nghẹt cái gì đó, mình bấm cho nó chạy á, mình bấm cho nó máy nó có chạy nè, bấm cho nó chạy hoài luôn á, nó chạy một hồi là nó ngừng nha các bạn. Nó không có chạy mà kiểu nó có thời gian của nó chạy lâu hồi là nó ngừng, trong phải hết pin là nó ngừng đâu, nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì luôn, nó cũng chạm giống như không được gì luôn.
mình cứ để hoài à. Nó cũng không nóng đâu, nó bạn cứ lo nổ thì nó không nổ đâu, nhưng mà nó quên một cái bộ máy mà sử phụ thuộc vô cái nút đó thì mình thấy nó thất cười quá. Tại cái nó là một cái nhựa hay cái gì đi thì nó khó bị hỏng hơn, tự nhiên nó sửa vào một cái nút cao su thì bây giờ có nước đàng hoàng luôn nha bạn, nó cũng không ra nước được luôn. Mình chưa mổ cái này ra là mình chỉ gỡ nắp ra, cái nắp này nó chỉ cái phần này á, nó chỉ là giữ lại được cái nút thôi, mà lúc mà cái nút này chưa hư, cái mình chưa gỡ này ra nó cứ còn nhịp 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 nè, nó cứ lắc, nó giống như là nó sử dụng được một thời gian là nó bị mấy cái đồ chặn lại của nó bị lỏng, mà trong khi mình xài còn tháng nhưng mà lỏng cái gì là do là bị cái nút này nó bị bên nước bên này nó bị nghẹt á, lực nó mạnh á, nó cứ nhịp và nhịp và nhịp 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 rồi. Còn cái vòi của nó thì mình mua một cái ống nước á, mình gắn vô cái cây của nó rồi để mình gắn vô ấy mình xài luôn rồi. Còn bây giờ thì cái này nó hư rồi, cái lại mình cũng mổ banh rồi, với lại mình nghĩ bảo hành cái chả biết, tại vì mình mua cái này ra là bên quốc tế nó bảo hành, tao nghĩ nó cũng vậy à. Giờ nó mổ ra mình cũng không dám xài, thà nó đổi cho mình cái mới luôn chứ nó mổ ra là chắc cũng khóc luôn. Nó mổ ra đang xài nửa chừng thấm nước vô nổ banh mặt luôn. Thôi mình chỉ nói thôi 700 ngàn 800 ngàn vậy đó, không nhớ nữa. Rồi banh xài rất là ok nhưng mà mau hư quá, xài chưa chưa được tháng luôn á. Từ bây giờ mình đang có đặt cái mới, có gì khi nào có cái mới về thì mình review tiếp cho các bạn xem. Chào các bạn nhé.